Xin chào thầy cô và các bạn. Con tên là Nguyễn Minh Khoa, lớp 3.2, trường tiểu học Bùi Văn Ngữ, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con sẽ giới thiệu với thầy cô và các bạn dự án của con có tên là đồng hồ thông minh. Sau khi học qua nội dung hướng dẫn của thầy Đức Toàn thì con đã biết cách để tạo lên một chiếc đồng hồ thông minh. Và đây là dự án của con. Con có thể giới thiệu về các cái chức năng ở trong cái phần dự án của mình cùng với những cái chức năng gì và cái cách sử dụng của nó là như thế nào? Hôm nay thì con có cái khóa lệnh này, có nghĩa là phải lấy âm thanh lấy ngẫu nhiên từ 1 tới 8, có nghĩa là trong đây có 8 âm thanh khác nhau và nó sẽ chọn ngẫu nhiên một cho trong các âm thanh từ 1 tới 8 để phát lên. Ở đây thì con có khẩu lệnh là nhận, nếu mà nhận 2 thì sẽ đạt âm lượng bằng 3 trong vòng 12 giây. Sau đó sẽ trở lại âm lượng là 90%. Và có lệnh sau khi bấm vào nhân vật này thì phát tin 3 thì sẽ liên quan tới đặt giờ báo thức. Ở trong có lệnh là giờ báo thức này thì con có khẩu lệnh khi nhận 3 thì thay đổi âm lượng là trừ 100. Ở đây thì là chỗ mà chúng ta có thể đặt giờ. Ý nghĩa của khẩu lệnh này là nè, nếu mà khẩu lệnh này được thực hành xong mà muốn tắt nó thì chúng ta sẽ bấm vào nhân vật này thì sẽ tắt âm thanh. Và nhân vật kim giây, kim giờ, kim phút và những con cá và nhân vật dừng báo thức và đặt đồng hồ thì con lấy trong thư viện của Grab và con tự vẽ. Còn trang phục số 2 và số 3 của đồng hồ thì con lấy từ trên mạng và nhân vật Cherry. Anh để coi coi thầy còn điểm qua cái nội dung này nữa không? Bài thuyết trình của con tới đây là hết. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Ừ, chúng ta có thể bấm sóng to dự án của mình lên giúp thầy được không? Cần bấm sóng to cái dự án của mình lên nhé. Rồi con có thể bấm vào lá cờ màu xanh để cho chạy thử, và con có thể giới thiệu qua là cái chiếc đồng hồ này của mình thì nó có những cái tính năng gì đặc biệt. Đó. Khi bấm vào lá cờ màu xanh thì chiếc đồng hồ thì theo thấy là nó đã chạy được giờ rồi, đúng không? À, thì con giới thiệu với các bạn xem là cái đồng hồ này của mình có cái điều gì đặc biệt mà mình đã làm ở trong này. À, ví dụ như là nó có cái chức năng gì này, à, được thực hiện như thế nào, thì cũng có thể giới thiệu với các bạn và thầy cô biết được không? Cái phím bàn này thì nó sẽ phát ra âm thanh ngẫu nhiên từ 1 tới 8 giống như là hồi nãy con nói á thầy. Còn cái đồng hồ thì nó có thể tự điều chỉnh mấy cái trang phục của nó.
càng giờ vô thức thì con sẽ đặt giờ và con sẽ làm cho nó chạy thử nha thầy. Đang đập giờ vào tức của con nó chưa chạy được cả hay sao? Hình như vậy á thầy, Nó có chạy không nếu con? mà con chạy thử thì nó vậy thì nó làm được mà giờ nó hết rồi. Rồi để tí nữa kiểm tra lại nha. Rồi. Rồi cảm ơn bạn là Minh Khoa. Minh Khoa có những kiến thức cần thiết chỉ của mình. Bài thuyết trình của con tới đây là hết. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi cảm ơn con. Thì con có thể tranh thủ kiểm tra lại luôn cả cái phần chức năng báo thức của mình xem đó có vấn đề gì không nha. Rồi trong lúc bạn Minh Khoa xem lại qua cái phần dự án của mình thì thầy sẽ mời các bạn chúng ta chia sẻ một chút về dự án của bạn Minh Khoa nào. Rồi thầy mời bạn Đức Tài nào. Đức Tài ơi, con có thể chia sẻ về dự án của Minh Khoa được không? Tôi hỏi Minh Khoa là sao để cô làm được cái rừng báo thức vậy? Rồi, Mỹ Khoa ơi, Thế Thành muốn hỏi con là con làm cái chức năng dừng báo thức như thế nào? À, thế Thì con không phải mình thích về đã Thế Thành nhé. mình chơi cái mà hỏi là đặt giờ và đợi thì mình sẽ nhập nhập câu trả lời vào đây. Thì giờ báo thức sẽ là trả lời và đặt phút thì phút báo thức sẽ là trả lời. Và đợi tới khi mà phút báo thức bằng phút hiện tại và giờ báo thức bằng giờ hiện tại thì sẽ thấy âm thanh và phát tin. Và cái phát tin đó thì sẽ được gửi đến đây và thu âm lượng nhỏ lại để cái tiếng giờ báo thức nó sẽ lớn. Ừ, vừa nãy là con để tiếng nó nhỏ thôi đúng không? Bởi vì là con đang đặt âm lượng của nó bằng 3 đúng không? Dạ. Ừ, rồi ok. Dạ. Rồi. Bạn đang muốn hỏi con là con muốn làm cái chức năng mà dừng báo thức, dừng dừng cái âm thanh của nó ấy, thì con muốn làm như thế nào? Dạ thì con phát tin. Con phát tin rồi ở bên đây thì nếu mà nhận cái tin đó thì sẽ thay đổi số lượng là trừ trừ 100 mà trừ hết luôn á thầy. À, đặt lại một không đúng không? Rồi ok. Dạ. Rồi cảm ơn con. Rồi thầy mời một bạn khác chúng ta chia sẻ về bài của bạn là thêm một phương anh nào. Thầy có nhận xét gì về bài của bạn Minh Khoa không? Nhưng là bà lại Minh Khoa bạn làm tốt rồi nhưng mà em thấy phần chương trình của bạn hơi ấp úng không? Rồi cảm ơn con. Thầy mời Quang Phú nào. Ui. Rồi, bài này rất điểm nhưng mà hơi lộn xộn đấy. Ý con là muốn nói là trình bày các cái chức năng ở trên màn hình nó hơi lộn xộn là hay là cách bạn để thuyết trình. Thì con đầu tiên là cái đàn piano chứ kiểu không không đúng không Ý con là muốn không để ở một vị không trí khác đúng không? không Rồi rồi cảm ơn con. Rồi cho thầy hỏi bạn là Minh Khoa một chút, đó là trong quá trình làm cái dự án này thì con có gặp khó khăn gì không? Minh Khoa, trong quá trình con làm cái dự án này thì Minh Khoa có gặp khó khăn gì không con? Dạ là con gặp khó khăn cái chỗ mà phải vẽ luôn cái phần này. con thiết kế cái này nó mất khá nhiều thời gian đúng không? Và đến thời điểm hiện tại thì Dạ. mình đã xử lý được xong đúng không? Mẹ Chúc con mọi lấy ý người tưởng từ cái này nè thầy.
À, trong tương lai nếu như mà có thêm thời gian thì Minh Khoa có muốn phát triển thêm cái tính năng gì cho cái chiếc đồng hồ này của mình nữa không? Hay là con cảm thấy như thế này là được rồi? Dạ chắc về là được rồi thầy. Ừ, rồi cảm ơn con. Chúng ta vừa được lắng nghe bạn Minh Khoa thuyết trình về cái dự án của mình. À, sau đây thì giáo sẽ có cái phần chia sẻ về cái dự án của bạn Minh Khoa như sau. À, thứ nhất thì về phần thuyết trình thì thầy giáo đánh giá như thế này. Phần thuyết trình thứ nhất là về các bước thuyết trình. Thì hôm nay thì giáo cảm giác như là Minh Khoa khá là hồi hộp đúng không? Cho nên là khả năng là con bị quên mất một số bước và khi mình thuyết trình thì nó chưa được đúng theo cái thứ tự mà thầy đã hướng dẫn về các bước thuyết trình đúng không? Thế tuy nhiên thì sau đó thì Minh Khoa cũng đã bình tĩnh hơn và con cũng đã thuyết trình tương đối là đầy đủ các bước tuy nó chưa được theo cái thứ tự lắm và một số cái bước thuyết trình còn thiếu thì thầy đã hỏi bổ sung thì con cũng đã hoàn thiện. Về cái phần kỹ năng thuyết trình thì theo thấy là con thuyết trình như vậy ở tiểu học thì chúng ta thuyết trình như vậy cái kỹ năng như vậy cũng khá là tốt rồi, nói cũng khá to rõ ràng mạch lạc được chưa? Thứ hai là đánh giá về cái phần dự án của con thì về đánh giá thứ nhất là về cái phần đồ họa thì cái phần đồ họa ở đây thì theo thấy là con thiết kế một cái đồng hồ con phóng to cái dự án của mình lên được không, con phóng to cái dự án lên đó các bạn có thể dễ nhìn hơn. Thì thứ nhất là về cái phần đồ họa thì theo thấy là ở đây thì con cũng thiết kế được một cái đồng hồ so với cái dự án mẫu của thầy thì theo thấy là nó đẹp hơn cái dự án mẫu của thầy khá là nhiều đúng không? Rất là đẹp, theo thấy là như vậy là cũng khá là đẹp bắt mắt. Đây chúng ta thấy là bạn đấy thiết kế cái phần phông nền này cũng khá là cầu kỳ. Cái phần trang phục, con có thể bấm cái phần trang phục của mặt đồng hồ các bạn quan sát được không? Đó, cái phần theo thấy là trong phần mặt đồng hồ của Minh Khoa thì con làm khá là nhiều những cái mặt đồng hồ khác nhau để có thể thay đổi. Đó thì ở trong cái phần này thì phần đồ họa thì theo thấy là về cơ bản thì cũng khá là ổn. Nhưng tuy nhiên thì như các bạn nhận xét thì một số cái con có thể bố trí lại, ví dụ như cái chức năng dừng báo thức kìa. Là một này, con có thể đặt nó ở một cái vị trí khác để cho nó không bị che cái phần mặt đồng hồ đi thì có thể nó sẽ được đẹp hơn. Thứ hai là cái ô hiển thị giờ báo thức và cái phút báo thức của con ấy. Ban đầu lúc nó chưa chạy thì thầy không hiểu là vì sao con để hai cái biến này nó hiển thị lên trên này. Thế nhưng mà hóa ra là đây là cái ô hiển thị cái chức năng giờ báo thức. Thì con có thể tạo ra một cái ô nhỏ con ghi đó là giờ báo thức, phút báo thức giống như cái ô hiển thị thứ ngày tháng năm ấy. Thì có thể là mọi người sẽ hiểu được là đây là hai cái ô hiển thị của giờ báo thức và phút báo thức đúng không? Ban đầu thầy thắc mắc là hay là con quên con chưa ẩn cái biến đó đi. Thế cho nên là nó nằm ở giữa cái vị trí đấy. Thì về cái phần đó thì thầy góp ý là con nên tạo ra hai cái ô hoặc con có đặt nó xuống cái vị trí khác đi. Nó không bị che. Đấy, ví dụ cái nút dừng con đặt ở dưới đấy hoặc tụt xuống một chút nữa thì cũng khá là ổn rồi nhá. Thì về phần đồ họa là như vậy. Thứ hai về cái trải nghiệm cái sản phẩm này của con thì theo thấy là cũng khá là thú vị. Với một cái chiếc đồng hồ có khá là nhiều những cái tính năng, có cả cái phần bể cá ở đây đúng không nhỉ? Nhìn cũng khá là đẹp mắt. Về cái phần lập trình thì theo thấy là ở đây thì con cũng lập trình khá là tốt các cái chức năng cho cái phần dự án của mình. Ban nãy ở cái phần chức năng báo thức ấy thực ra là nó không phải nó không kêu mà bạn ấy đang để ở cái bạn để đặt cái phần set cái phần âm lượng của nó để có 3% thôi nên là nó hơi nhỏ. Thế cho nên là khi bạn mở lên thì cái âm thanh nền của cái đồng hồ nó to hơn cho nên là nó bị cái âm thanh mà báo thức nên là theo vừa nhìn là đặt bạn đặt có 3% thôi. Thế cho nên là cái âm báo của nó là chúng ta nghe nó không được rõ. Rồi, về cái sự sáng tạo thì thầy giáo là thấy rất là thích cái phần bài này của con. Trong đó thì con có rất là nhiều cái sự sáng tạo. Cái sáng tạo đầu tiên đây là cái phần phông nền. Thì các bạn thấy là sau chiếc đồng hồ của bạn ấy thì có một cái phông nền khá là đẹp mắt, có những cái chú cá tung tăng bơi lội giống như ở dưới biển này, đúng không? Thầy giáo thấy là khá là tốt. Thứ hai là cái mặt đồng hồ của bạn ấy cũng có thể là bạn lập trình là có thể đổi được cái phần mặt đồng hồ thì nó cũng khá là hay. Cái thứ ba là bạn ấy phát triển thêm được cái tính năng đó là dừng dừng báo thức. Và cái thứ tư là theo thấy đó là bạn ấy đặt cái bạn ấy có rất là nhiều những âm thanh nền và bạn set ở cái chế độ ngẫu nhiên thì nó có thể thay đổi mỗi một lần chúng ta mở lên thì nó có thể có một cái phần âm nhạc khác nhau. Ở đây hình như của con là có 8 cái phần âm nhạc khác nhau đúng không? Thì đây cũng là một cái phần khá là sáng tạo mà con đã đưa vào đó. Thì đánh giá chung cái phần dự án của Minh Khoa thì thầy giáo nhận xét như thế này. Về phần thuyết trình, cái kỹ năng thuyết trình của con như vậy cũng khá là ổn rồi. Tuy nhiên thì mình làm một cái dự án nó cũng khá là tốt rồi. Thì mình cố gắng là mình dành thêm cái thời gian để mình ôn lại các cái bước thuyết trình để khi thuyết trình mình có thể bình tĩnh tự tin hơn này, để nhớ lại các bước thuyết trình để mình giới thiệu được tốt hơn về phần dự án của mình. Cái dự án này của con khá là tốt và thầy cũng thấy khá là thích thú. Có một số chi tiết thì thầy và các bạn đã góp ý thì con có thể chỉnh sửa lại sau cái buổi học ngày hôm nay để nó có thể hoàn thiện hơn nha. Rồi, cảm ơn bạn Minh Khoa đã chia sẻ với thầy và các bạn một dự án khá là hay.
và hy vọng rằng ở những cái buổi học tiếp theo thì con có thể tạo ra được những cái dự án hay hơn nữa để có thể chia sẻ với thầy cô và các bạn. Rồi, cảm ơn bạn Minh Khoa.